Hơn 100 nhà lãnh đạo trên thế giới đã đưa ra cam kết chấm dứt việc chặt phá rừng vào năm 2030. Đây là thỏa thuận quan trọng đầu tiên được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, COP26 đang diễn ra tại Anh. Các quốc gia tham gia vào thỏa thuận này có Canada, Nga, Brazil, Colombia, vốn là những nước có diện tích rừng lớn. Trong đó Brazil đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích do tình trạng phá rừng Amazon gia tăng trong những năm gần đây. Các nhà lãnh đạo đã cam kết đóng góp 12 tỷ đô la Mỹ để bảo vệ và phục hồi rừng. Các giám đốc điều hành từ hơn hàng chục tổ chức tài chính cũng cam kết là chấm dứt đầu tư vào các nhà, các hoạt động dẫn đến phá rừng.